Tối qua 6 tháng 10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Chantruvina thuộc cụm công nghiệp A Ngãi, huyện Long Điền. Đây là công ty chuyên sản xuất giày da với khoảng 2.500 công nhân. Rất may thời điểm cháy không có công nhân làm việc, chỉ có một số người trực. Khoảng 19 giờ tối qua 6 tháng 10, tại nhà xưởng số 3, công ty trách nhiệm hữu hạn Chantruvina bất ngờ bốc cháy với quy mô hơn 3.000 m2. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của công ty đã tham gia dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng bùng phát do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, giày da. Nhận được tin báo, khoảng 150 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Long Điền và một số địa phương lân cận cùng 16 xe chuyên dụng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để nỗ lực dập lửa. Đến hơn 22 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các khu vực lân cận trong công ty. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện công ty đang thống kê thiệt hại về tài sản. Các cơ quan chức năng cũng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.